Hello, em xin kính chào các bác nhé Cùng các bác và các anh em cùng làm vườn Thì hôm nay với cái lý do là em sang vườn báo cáo với các bác Là trong cái tình trạng hiện tại như bây giờ Thì cái thời điểm này là cây vải nó ra hoa là đã quá muộn rồi Thì trong cái thời điểm muộn này thì tất cả anh em mình Hoặc là các anh, các bác Nếu làm vườn thì cố gắng Nếu như mà cái cây vải nó không ra kịp thì mình phải phải phải, phải phụ thuộc đến dùng thuốc thì trong cái dùng thuốc này thì em vẫn nêu rõ là hai cái dòng thuốc em vẫn hay dùng đấy thì là hiện tại như hôm nay thì em xem bây giờ nó là là ngày bao nhiêu à, vâng em à hiện tại hôm nay là 10 giờ 49 phút thứ ba ngày mùng 4 tháng 2 năm 2020 à, dương lịch các bác nhé còn à, âm lịch thì à, hôm nay là à, thứ ba ngày 11 tháng à, 1 gọi là tháng riêng ấy, năm 2020. <laughs> thì trong cái bối cảnh hiện tại thì mấy hôm nay các anh em cũng điện em suốt. Và trong cái lý do thì hôm nay em làm là cái chủ đề chính là kích hoa nha các bác nhá. Thì trong cái kích hoa này thì em sẽ giới thiệu các bác lại cái hai cái phần thuốc này. Thì trong cái lưu ý của em thì các bác như này nhá. Nó không có cái gì phải 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 ngại cả. Những cái thuốc em đã dùng rồi thì các bác yên tâm. Đấy, bởi vì nhà em không bán thuốc đâu. Không phải em làm làm để quảng cáo các bác nhá. Thế cho nên là em muốn là muốn các bác muốn các bác áp dụng được và làm được cho ra hoa để cho cái cuộc sống nó được nó ấm hơn thôi chứ em không cần cái gì khác các bác nhé đây thì em vẫn nói là hai cái đây cái này là cái trước em 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 phun đây nhé hiện tại thì cái này nhà em có khoảng nó còn à, à, chục cây nữa tặng lên là em cũng phun luôn em phun kích để cho nó ra có hoa rồi nhưng mà em vẫn nó hơi ngắn thì thứ nhất là em nói là cái sen ca này sen ca trừ 16 nhé các bác lưu ý cho em này trong video em làm vấn đề mô em quay các bác luôn để thực tế để các bác xem là hiểu trong cái sen ca này thì các bác đọc xem là nó có cái chất hoạt chất là đạm magie xanh này đấy thế là lá xanh cành khỏe này bật trồi vượn ngọn này dễ khỏe mỡ cây bóng lá đấy nhá trong cái dòng này và và em quay lại đường sau đây Thì những cái này nó mất thời gian Đọc nó mất thời gian lắm Em quay thực tế đây để cho các bác để Các bác xem lại video và các bác tham khảo Và cũng như là cái vỏ thuốc Bao bì các thứ các bác mua Thì bác lưu ý cho em là những cái vấn đề này là <laughs> Em nói là kích hoa nhé Cái kích hoa của cái thời điểm Thì em đã nói là trong video em làm Là cái hôm 25 tháng Tháng chạp ấy, tháng 12 nha các bác nhé Đấy em đã báo cáo với các bác là em đã đưa các bác em làm video ấy làm hôm nay nhưng mà em lại hướng hướng các bác đến một cái chuẩn bị đến một cái cái cái, cái giai đoạn giai đoạn hai nữa thì bác phải lưu ý, ý cho em là như thế chứ em không làm video hôm nay xong mai ngày kia em mới lại 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 nói ra đâu em làm là em hướng hướng để cho các anh em ai dỗi dãi thì có thể làm trước cũng cũng như là kết hoa đấy nhưng mà 25 tháng 12 vừa rồi thì em trong năm ấy thì em đã báo cáo với các bác rồi thì trong cái bối cảnh như là thời tiết của tháng riêng nó rất bất cập đấy nó lạnh nó không phải như tháng 12. Đấy thì các bác cố gắng là phụ phun kích cho em lúc ăn Tết các bác hôm 25 ấy. Thời điểm đấy mà các bác kích được thì bây giờ thì sang mùng 5 đến mùng 7 các bác kích một lần nữa thì quá đẹp rồi các bác. Đấy. Như nhiều nhiều vườn thì áp dụng theo công thức của em thì đã điện về cho em và đã ra được 4 phân. mở hoa đã ra được 4 phân rồi. Thế là quan tâm rồi. Đấy. Đấy thì trong đây là em giới thiệu là đây là loại của Senka trừ 16 này nhá các bác ly này một loại này còn đây trong cái này em gọi là gà ba đây cho các bác nhé mạnh nhất hành tinh đây em hay dùng đây đây các bác nhé đây, em cứ lấy hai gói này. đây đây thì trong cái lý do này em quay đây cho các bác này bởi vì sao bởi vì mình không cây cây cái cây, cây cũng cũng như con người cũng thế các bác nhá những cái ca khó đẻ thì người ta cũng phải tiêm thuốc để cho dễ thế cũng cũng như cái cây cũng thế các bác phải nói em câu này em là chuyên trị những cái ca khó đẻ này các bác này các bác em mới làm kênh thôi nhưng các bác nhiều bác không tin đâu như có bác theo em thì bây giờ đã ăn mừng và vỗ tay ăn mừng rồi nhá năm nay không phải là năm bình thường đâu các bác nhé em đoán ra nó sẽ là mất mùa đấy đấy thì trong cái lý do này hai g ba này nhá g ba này nhá hoạt chất của nó đây các bác nhìn này đấy còn các bác muốn xem thì các bác cứ dừng hình lại để đọc hoạt chất và các thứ nhé em thì em chỉ giới thiệu nó sơ sơ qua thôi bởi đọc từng thành phần rồi cách làm rồi thế loại kia đi các bác ở trong này và có gì không hiểu các bác để lại bình luận cho em hoặc là điện thoại lại cho em đấy thì các bác tự biết thì trong cái gà ba của nó là cái chất sinh trưởng các thứ này thì nói cho các bác thì em về kích chuyên về kích những cái loại này thì các bác như này là các bác phải lưu ý cho em là cái này mình kích nhiều bác lại không biết lại kích 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 này là kiểu là sợ ra lọc thì cái gì nó cũng phải ra lọc thì nó mới có hoa các bác nhé cái cành kia để em nói này ví dụ những cành này nó cũng phải kích. thân của nó phải thân lọc thì nó mới cành hoa được các bác lại cứ sợ mà kích nó lại chỉ ra hoa à ra lọc thôi không ra hoa thực tế một câu cây nào ấy và các loại thuốc nhé em nói với các bác như này anh em cùng làm vườn thì chắc sẽ hiểu này nếu như ai mà quảng cáo em nói với bác này ai mà quảng cáo nhá mà bảo thuốc của tôi chuyên để phun để trị cho ra hoa kết trái xanh ngắt nhá em nói thật bác nhá nếu nếu mà đúng là như thế những cái năm mất mùa xong lấy cái thuốc đó để phun cho nó ra hoa tất cả vẫn là cái kỹ thuật khoanh và tất cả là thời điểm thời điểm là em nói này riêng về làm vải nhá các bác phải hiểu một câu này tất cả các anh em nếu có điện thoại màu các thứ nhá các bác phải đặt định vị gps lên cho em đầu tiên là bắt đầu từ tháng 9 nhá, Bắt đầu từ tháng 9 đó đi Là bắt đầu về làm vải các anh phải Thứ nhất là phải Cái thời điểm khoanh Thứ hai là thời tiết Các bác phải hiểu về thời tiết thì các bác mới làm được Em nói các bác này Cây vải bao nhiêu năm nay cũng thế thôi Năm nào cái thời tiết rét dài kéo dài Thì năm đó vải sẽ được mùa Vì cây vải nó sẽ ủ hoa được Đấy thì Cho nên là các bác là thông cảm cho em Em nói bằng thật như thế thuốc nào cũng có độc có hại hết không thuốc nào là không có độc có hại đấy đã gọi là thuốc sâu đấy tính như em em nói thẳng là em cứ nói bằng thật đấy để cho bác xem video là các bác hiểu ngay đấy em không có bao giờ em vòng vo tam quốc gì tính em thật mà em quay những video rất thực tế luôn để cho các bác anh em làm làm nào để cho để cho uh, uh, nó có hoa có quả đấy cũng như em cũng thế cũng phải làm cho có hoa có quả thì cuộc sống nuôi vợ con trước đúng không đấy thì là em thế đâu bây giờ em biết thì em chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho các bác dùng chứ không phải là 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 em làm cái kênh youtube là để nói lung tung lằng nhằng không có quá đâu các bạn đấy rồi những cái kênh rồi cứ nói xấu nhau lung tung em không vào em quan trọng cái đấy cả lên đây là để chia sẻ chứ không phải là 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 để, để nói xấu nhau nhé thế cho nên là tất tật em thì em vẫn hướng các bác đến một cái ý tưởng tiếp là các bác vẫn cứ kích đi nếu còn vớt vát được thì cứ vớt vát các bác ạ Đừng có lên bỏ hoài bỏ phí làm gì Nhà các bác thì có vườn Các bác bỏ thế nhưng là nhiều người người ta không có vườn Người ta đi thầu Bây giờ người ta vẫn xoắn soạn vào đi phun rồi các bác ạ Chứ các bác đừng có nghĩ Làm cái gì làm phải chịu thương chịu khó thì mới được các bác ạ Em cũng thế thôi Em còn nhiều việc lắm Các bác không phải mỗi em làm vườn đâu Các bác chưa đến nhà em các bác chưa biết được Đấy thế cho nên là em nói các bác này Trong cái lý do để kích hoa vải nhá kết hoa vải thì là các bác nhớ là thường thường trong mọi năm nhé đấy cô điện thoại mà xin phép tí nhá hello Hả gần cháu ở bên uh, chỗ đường nhà cũ cơ cái gì ạ ai Dương nào? À có <laughs> Ra ra tôi à đi Biết chỗ nhà trường Phú nó đóng mọc nó đi xuống Cứ đi dễ dưới... tịnh Thấy cái nhà bé bé ở ngay cổng ấy chưa? vâng em xin phép lại tiếp tục nhé thì em nói là nói lại cái chuyện là hàng năm ấy, các bác nhớ là đến đầu tháng 9 nhá và nếu mà nói để bắt lọc thì em hay bắt lọc hai lắm đấy các bác bắt lọc ba thì mỗi người một một cái kiểu cách khác nhau nhưng để bắt lọc ba thì để khoanh hai lần nó trình tự hơn nó nó, nó đúng hơn các bác nhé thì trong cái lớp lọc ba mà nó bén cái thời tiết lạnh thì như năm nay chẳng hạn đấy thì nó ra riêng nó lạnh thì nó không thể ra được hoa mà nó sẽ sẽ ngắn lắm đấy cái tỷ lệ đấy thì các bác là cố gắng là tính toán như đấy và thứ hai là là các bác phải hiểu về cái 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 thời tiết một tí các, các bác cố gắng bật gps của điện thoại lên định vị nhé Xong để cho nó cái ứng dụng của thời tiết nó sẽ tự cập nhật cho các bác nó lúc nào nó báo trước 5 ngày đấy thời rét nó sâu thì nó báo trước 10 ngày đấy thế cho nên là tất cả các bác phải lưu ý cho em tí và còn em nói lại là cái vấn đề kích hoa nhé kích hoa thì các bác nhớ này những cái này của em thì nó cũng có lá hết nhưng mà nếu như mà mình khoanh nó đúng cái thời điểm ấy thì là nó sẽ tự tự tụt cái lá đi mà nó sẽ còn cành hoa đấy có nghĩa là như thế ví dụ mình khoanh mà nó không đủ độ độ nặng nặng nó tay một chút ấy. ví dụ đau một chút ấy, thì nó mới xanh ngắt ấy, thì nó ra nó hay kẹp lọc nó khỏe nó ra kẹp lọc nhá các bác nhá đấy thì các bác lưu ý cho em tí thế thì trong cái bối cảnh này thì các bác cố gắng bây giờ và thuốc thì em cũng chia sẻ cho các bác rồi và cũng như là các kinh nghiệm thì các bác cố gắng là em làm kênh là em làm toàn những cái ca khó đó. em nói thật một câu các bác thế thế cho nên là những cái năm được mùa thì các bác không cần phải nói đâu cũng không cần điện cho em làm gì đấy còn những năm mất mùa các bác cứ cố gắng theo dõi kênh của em và em sẽ chia sẻ cho các bác để cho các bác đi trình tự cho đúng từng bước một các bác lúc nào nắm được kỹ thuật rồi các bác đỡ phải xem kênh xem trước để nó đau mỏi mắt đấy em nói thẳng là như thế em làm kênh thì em muốn nói thẳng đấy, thế cho nên là các bác là lưu ý, đấy là những cái thời điểm nào kích hoa là em đã làm và em làm là làm chuẩn nhá, em đã nói từ đầu là em làm em là làm chuẩn đấy, em không làm lệch hướng, không làm sai một cái gì hết. đấy quy trình của cái video này em lại chuẩn bị lại nói thêm một chút về hướng một cái gì video mới đấy là gần như là mình đọc một cái bài toán hoặc là một bài văn mình phải có có cái hiểu hiểu sâu xa một chút thì mình đấy mới hiểu được. đấy cho nên các bác phải lưu ý cho em một chút rồi thì ok thì em bây giờ em sẽ uh, cầm cái uh, máy quay đi lùng quanh một chút các bác nhé nó đỡ nhàm chán thì trong những cái uh, vườn này của em thì bây giờ là nó nó đã dài rồi còn uh, mấy cây uh, chắc cả vườn dưới cả vườn trên này gần chục cây các bác nhé thì em uh, em cũng đang mong nó để cho nó tặng để em để em phun đây em cũng xót ruột như cào các bạn làm cho nó phải ra hoa đào thì mới chất lượng Chứ không vườn mình nhà em ít có gần trăm cây thôi mà nó Nó không được đào thì nó không đạt năng suất mấy Cũng như các bác thế thôi à, Ok Đấy nhá, em quay uh, trình tự luôn Zoom lại gần cho các bác nhìn này Đấy, hoa đó nhá. Đấy. Nay nó mưa bẩn lắm, em lười đi lắm. Hoa đã tắt thò đầu cảnh hết rồi nhá các bác nha. Có một số nó không 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 được cũng không được đều các bác ạ. bởi vì quanh khoanh, khoanh là những cái nó cành này nó cũng 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 đau nó không được đều. Đấy, như đây, nhà nói bác là khoanh đúng thì những cái cái cành lá nó sẽ tự nhá còn các bác đừng có thấy nó có lá lại lại sợ nó sen kẽ rồi lại đi mua thuốc về phun nó ảnh hưởng hoa riêng em làm vải nhá nếu mà hoa mà sen kẽ em chỉ có đị... nếu mà hoa sen kẽ nhá cả những cái này bác các bác đừng phải phun nhá đừng sợ những cái này nó khác dụng hết đấy chỉ sợ nó phải đây này đây này như này thì các bác mới sợ này đấy nhá lưu ý là như này thì mới sợ này và em làm làm vải là như này là em đi ngắt nhá. các bác nhá riêng em ấy em không 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 bao dùng thuốc em phun đâu như này là em đi ngắt các bác nghĩ nó lâu ngắt nhanh không có gì đâu đấy còn như như thế này không 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 phải phun nhé đừng đừng phun như này nó khác teo hết đấy đây cùng một cây nó già này. cây ấy, cành nó già yếu hơn chút này nhưng mà không ra như này thì không bao sợ đâu mưa đã quá đẹp hôm vừa rồi em bón phân bây giờ thì quá ok rồi các bác nhé bây giờ chỉ chờ vải uh, ăn bén dễ một cái là ok ngay không đây <laughs> đấy thì trong cái lý do là đây các bác uh, nhìn này Để cả những cây uh, thấp nhất ngắn nhất bây giờ cũng uh, có cái cây đau nhất ở đâu ấy nhỉ đây này cây đau nhất bên này là bây giờ cũng già này đây này đấy chưa? Đây, những cây đầu nhất này, các bác này, những cây này như nếu mà nói đúng nó mà không mưa là em vẫn cứ phun kích một lần nữa để cho nó mập cành hoa, các bác nhé. Mà những cái những cái mắt hoa này nó ra luôn, không sợ đâu. Từ giờ tháng riêng này nó cứ rét rét kiểu này mười mấy độ, 14 mười 15 mười độ này, các bác những cái cây nó chưa báo thì các bác mới sợ, nhưng còn đã báo này không mà sợ, Đấy Ừ. Uhm. Hoa là gì đây? Nhất. Cây này nó đau quá này. Chỉ ra được tốc độ này. Năm nay nó ra như này là quá ok rồi. Gần 100% rồi. vườn nhà ra chưa Dài chưa ra, ra ra như này rồi gì dài như này thì sợ gì giờ sợ không, nó chưa không, ra không, đâu vài thanh hà vài ngọt, vài ngọt đó mà. nhưng mà một số ra dài rồi gì ừ. một số kia đi phun kích vào tao cái có, có đây những cái mé này nó không được đều mấy này nhưng mà nó mưa quá không thể phun được nó, mưa nó nất ra rồi Nhưng mà bây giờ phun thoải mái Thì sợ bây giờ nó chưa báo cơ Chưa báo mới khó Đấy nó cứ ra như này Nó cứ ra như này thoải mái Đây gọi là báo đấy Đây cứ ra như này phun thoải mái Cứ ra như này phun vào Một lần không được phun kích hai lần Không sợ đâu Cứ phun cho nó hai lần nào thì sao bây giờ nó chưa báo đâu, chưa báo là hơi muộn rồi đấy. Rét trận này nó ngủ luôn. Ừ. Đây gần như là cây nào nó cũng báo hết, ra hết rồi gần. nhà anh giao nhà tao nhỉ? Đây. Những cái loại đau nhất, nghẹn nhất rồi nó ra ra cái này, cái này bây giờ phun kích thoải mái, cứ phun thoải mái. Ừ. Riêng cái loại này nó ra thì nó lại không có bao có lọc nhá. Ra cái là nó nghẹn này nó ra không có lọc đâu đây. Ừ. Đấy, thế cho nên mình cứ phun kích thoải mái, không sợ. Cho nó lên khoảng độ 3 phân đi 4 phân thì cái thì mình dừng lại lúc ấy là nó phân ăn các thứ dưới này mình ừ. nó bén dễ cái là lúc cái cây nó hồi rồi là nó nó lên ngay. Mày bán phân thượng hay là bán phân vẫn phần thường thôi à, cũng có chơi phần đắt đâu ừ. không à, một lần thao bón rồi bây giờ bón của cái, cái cái, gì, con én cái gì ừ. qua kia bón vứt đầy vào bao đây không biết ai lấy hết rồi Rồi thế nhá. Ok em xin chào các bác nhé là trong cái video hôm nay là em nói đề xuất là các bác là cố gắng kích đi nhá không có để rét này nó sẽ không ra được đâu đấy cho nên là mình phải phẫu thuật cho nó ra đây đi đấy <laughs> thì các bác cố gắng phải theo dõi kênh và làm ấy, chứ không thì chết giả thôi trong video các bác xem thấy hay nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhé em xin phép chào các bác nhé chúc các bác áp dụng thành công nhé